Xin chào mọi người, mình tên là Kỳ, nhân viên kinh doanh của Harley Davidson of Sài Gòn. Hôm nay mình rất hân hạnh được giới thiệu đến mọi người mẫu xe Harley Davidson Breakout 14/2019. Trái tim của chiếc shop tail Breakout 14/2019 này là hệ thống máy Milwaukee 114 114 cubic inch, tương đương với 1868cc. Chiếc xe này còn được trang bị thêm hệ thống phuộc được tăng chỉnh được và hệ thống khung gầm được cải tiến hoàn toàn mới của Harley Davidson. Thì chiếc xe này là chiếc xe rất phù hợp với người châu Á với cân nặng chỉ chưa tới 300kg, kết hợp với ghi đông và tư thế ngồi chồm đặc trưng của dòng drag racing. Mẫu shop tail Breakout 2019 này còn được hãng Harley Davidson trang bị cho lớp Michelin Scotcher 240mm. Đây là lớp xe tiêu chuẩn lớn nhất mà Harley Davidson mang lại cho tất cả các dòng xe. Ngoài ra thì chiếc shop tail Breakout demo này còn được hãng Harley Davidson of Sài Gòn trang bị thêm bô Mansion 2 Big Radius và chống đổ của chính hãng Harley Davidson. Có thể nói với mức giá chỉ hơn 760 triệu đồng cho màu đen bóng thì có thể nói đây là mức giá rất tuyệt vời cho mẫu shop tail Breakout 14/2019 này. Ngoài ra thì Harley Davidson of Sài Gòn còn hỗ trợ thêm cho các khách hàng về chương trình trả góp lên đến 80% giá trị xe, tương đương với việc chỉ với 150 triệu đồng thì các bạn đã có thể sở hữu mẫu xe cực kỳ đẳng cấp này rồi. Nếu các bạn có nhu cầu tự mình trải nghiệm thì xin mời các bạn đến với các đại lý ủy quyền chính hãng của Harley Davidson tại Việt Nam để có thể biết thêm chi tiết. Mình tên là Kỳ và mình cảm ơn các bạn đã theo dõi video này.